Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tập đoàn Thuận An liên quan nhiều dự án giao thông trăm tỷ. Những trào lưu ăn uống không phải để ngon. Tính đến ngày 18 tháng 4, nhiều tỉnh đã có công văn đề nghị các sở ngành, địa phương phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Cụ thể, tại Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã có công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tập đoàn Thuận An đang triển khai gói thầu số 03 cho C03 Bộ Công an. Đây là gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn rảnh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Tỉnh Phú Yên yêu cầu rà soát báo cáo các dự án, gói thầu do tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Nếu không có thì gửi văn bản xác nhận. Theo thông tin năm 2019, tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 01EC khảo sát, làm thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và thi công xây lắp tại Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2, khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, đường Nguyễn Văn Linh, có giá trị 496 tỷ đồng. Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Liễu, 22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, thủ đoạn của Liễu là lập nhóm Zalo bán quần áo trên mạng xã hội và mời nhiều người tham gia vào nhóm. Tại nhóm này, Liễu thường xuyên đăng hình ảnh quần áo kèm giá sỉ để khách chọn mua. Khi có khách chốt đơn hàng, Liễu yêu cầu khách phải chuyển hết số tiền rồi mới cho chuyển hàng đi. Sau khi nhận được tiền, Liễu sẽ chặn Zalo của bị hại và xóa họ khỏi nhóm để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn này, Liễu đã chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo trích xuất camera, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 4, một người phụ nữ ăn mặc kính, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi vào quán cà phê trên đường Mang Thiện, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mua cà phê mang đi. Khi nữ nhân viên quay lưng đi để pha chế, thì người phụ nữ tiến sát khu vực quầy tủ, nhanh chóng bóc chiếc điện thoại hiệu iPhone của nữ nhân viên rồi giấu vào túi quần. Chưa dừng lại ở đó, sau khi trộm được điện thoại, người phụ nữ vẫn đứng lại đùa giỡn với những chú mèo trong quán. Lúc này trong quán còn có 4 khách nữ đang ngồi chơi, trên bàn có để một chiếc điện thoại iPhone. Thế vậy, người phụ nữ liền lấy một chiếc quạt cầm tay và đùa giỡn với mèo, rồi dần tiến lại chỗ chiếc bàn có để điện thoại. Sau một lúc thăm dò, người này liền thò tay bóc chiếc điện thoại rồi nhét vào túi quần. Khi đã trộm thành công chiếc điện thoại thứ hai, thì người phụ nữ nhanh chóng ra xe rời đi. Ngày 18 tháng 4, Công an huyện Ca Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang xác minh vụ một người đàn ông mang theo dao hành hung nhân viên quán bia cùng hai thanh niên khác. Theo Công an huyện Ca Rông Năng, người gây ra vụ hành hung trên hiện không có mặt ở địa phương. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 4, tại một quán bia ở huyện Ca Rông Năng, một người đàn ông rút dao nhọn đè nam nhân viên của quán xuống bàn, dí dao vào gáy nạn nhân. Người đàn ông này còn lớn tiếng chửi bới, đấm, đá, tát túi bụi những người xung quanh. Hình ảnh từ camera an ninh của quán bia cho thấy khi xảy ra vụ việc, có nhiều người trong quán bia nhưng không ai dám can ngăn. Khi thấy sự việc phức tạp, nhiều khách chơi bia bỏ ra ngoài. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải thành phố, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố cùng các đơn vị liên quan về việc khởi động gói thầu di dời cây xanh thuộc dự án xây dựng tuyến metro số 2, tuyến Bến Thành Tham Lương. Cụ thể, Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết gói thầu di dời cây xanh nằm trên các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách mạng tháng 8, Trường Chinh thuộc các quận 1, quận 3, quận 10, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Về quy mô hạng mục công trình, Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết các nhà ga ngầm của tuyến metro số 2 được thi công trong các khu vực dân cư đông đúc. Vì thế bên trong phạm vi nhà ga và tiếp giáp với ranh nhà ga có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm và nổi hiện hữu, trong đó có hệ thống cây xanh. Cụ thể, có 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, có thể nói rằng mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá nhiều món ăn hấp dẫn là đặc sản của nhiều vùng miền, giúp mọi người có cơ hội chia sẻ trải nghiệm. Bên cạnh đó, sự biến tấu của các nhà sáng tạo nội dung cũng góp phần đem đến nhiều món ăn độc đáo, giúp người thưởng thức có nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Song sự độc đáo ấy giờ đây đang có xu hướng biến tướng một cách kỳ dị với những clip dạy nấu ăn lạ đời trên mạng xã hội ra đây. Các món ăn kỳ dị như trà sữa thả thêm trứng vịt lộn, mì tôm nấu cùng trà sữa, thêm cả trân châu ra đời và được giới thiệu rộng rãi. Dường như những trào lưu ẩm thực này không phải để ngon như ý nghĩa vốn có ban đầu của ẩm thực. Xét về mặt dinh dưỡng và sức khỏe, cách chế biến và thưởng thức đồ ăn như thế này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, theo đánh giá của nhiều người, những trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội hiện nay như trà sữa thả thêm trứng vịt lộn, mì tôm nấu cùng trà sữa, thêm cả trân châu, không phải để ngon mà là để câu view, câu like một cách bất chấp sức khỏe trên mạng xã hội. Xét về mặt dinh dưỡng, cách chế biến và thưởng thức đồ ăn như vậy ảnh hưởng như thế nào tới hệ tiêu hóa và sức khỏe của người thưởng thức? Với những cái món ăn mà vừa rồi chúng ta mới coi trong cái danh sách thì chúng ta thấy so với những cái người ở thế hệ mà 7X, 8X thì họ nghe sẽ cảm thấy rất là bất ngờ. Tuy nhiên đối với những cái thế hệ mà Gen Z á, thì có thể là họ thấy bình thường. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu như vậy, đó là những cái sự sáng tạo về mặt ẩm thực, về mặt thức ăn thì có những cái sự sáng tạo nó tạo ra những cái món ăn độc đáo giúp cho chúng ta có cái sự phong phú. Tuy nhiên có những cái món ăn mà khi mà mình sáng tạo ra thì có thể nó tạo thành những cái thảm họa về dinh dưỡng. Ví dụ như chúng ta thấy trà sữa mà ăn với giò heo, hoặc là trà sữa hành lá, hoặc là trà sữa với mắm ruốc. Thực ra thì về một cái chừng mực thì nó vẫn chưa phải là một cái gì đó nó ảnh hưởng về lâu dài hoặc là nó gây nguy hiểm, nhưng mà trong quá trình pha chế thì nó cũng tiềm ẩn những cái vệ sinh an toàn thực phẩm và nó có thể dẫn đến khó tiêu. Tuy nhiên cái điều mà lo ngại nhất về sâu xa thì những cái trào lưu này có thể nó tạo ra những cái món ăn nó không cân bằng, và nếu như mà chúng ta không ngăn chặn sớm thì coi chừng những cái này nó sẽ tạo ra những cái món ăn có thể gây ngộ độc và ảnh hưởng sức khỏe chúng ta sau này, và thậm chí là nó thay đổi về cái tư duy của chúng ta về cuộc sống. Cho nên là tôi thì không ủng hộ những cái trào lưu giống như vậy theo cái hướng hiện nay. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trào lưu ẩm thực trên mạng xã hội. Sẽ không có gì đáng nói nếu những trào lưu này góp phần làm đa dạng thêm kho tàng ẩm thực đặc sắc của chúng ta. Song dường như các trào lưu này đang có những dấu hiệu biến tướng đi quá xa, làm mất đi giá trị vốn có của ẩm thực. Bác sĩ đánh giá như thế nào về các trào lưu có phần quá đà này? Đối với nhận định của tôi về trào lưu bây giờ thì tôi thấy nó liên quan đến cái cách mà những cái bạn trẻ bây giờ suy nghĩ, có nghĩa là bạn không có đặt những cái sự lâu dài, không đặt những cái tính bền vững, không đặt những cái giá trị thực sự, mà các bạn lại chọn những cái gì đó nó mang cái tính ngắn hạn hoặc là tạo ra một cái sự quan tâm của những người xung quanh. Thì cái điều này nó là một hệ lụy về lâu dài. Có thể nó đến từ cái xu hướng bây giờ hoặc là đến từ cái tiếp cận cái giáo dục và cái cách truyền thông. Cho nên là những cái mạng xã hội, những cái kênh thì bây giờ nó tốt. Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng nó làm một cái nơi để chúng ta trang bị kiến thức thay vì chúng ta cố gắng tạo sự chú ý bằng mọi giá. Và điều này nó sẽ làm cho cái tâm lý của một cái đám đông, những cái giới trẻ đó nó không giữ những cái giá trị bền vững nữa, và điều này thì nó khá nguy hiểm, và nó chỉ thể hiện qua món ăn là một cái biểu hiện, ngoài ra nó còn rất nhiều biểu hiện khác nhau. Cho nên là chúng ta cần phải chung tay để chúng ta hạn chế và kiểm soát, để tránh trào lưu này đi quá xa. Bác sĩ có khuyến cáo gì đối với các nhà sáng tạo nội dung liên quan đến ẩm thực, cũng như quý vị khán giả, những người tiếp nhận nội dung về các trào lưu này? Rồi, thì đối với cái nhà sáng tạo thì tôi nghĩ thế này nè, sáng tạo là một cái điều tốt đẹp, và những cái khám phá thì cũng là một trong những cái chúng ta nên ủng hộ. Tuy nhiên, để ra những cái sáng tạo mà nó mang tính chất lâu dài, nó trường tồn, nó tạo ra những cái mà có ích cho xã hội á, thì cái sự sáng tạo này á, đầu tiên nó phải là mục đích. Mục đích có nghĩa là chúng ta phục vụ cho cộng đồng, chúng ta phục vụ cho xã hội và chúng ta giúp xã hội này tốt lên, hay chỉ đơn thuần mục đích đó là làm cho chúng ta nổi bật. Thì nếu như mà chúng ta mục đích hướng đến xã hội thì nó là một cái hay. Bên cạnh đó thì
bất kỳ sự sáng tạo nào thì nó cũng có chất xám, có sự tư duy ở trong đó. Thì chúng ta cũng cần phải trau dồi thêm những cái kiến thức tư duy, đặc biệt là liên quan đến dinh dưỡng, để sự sáng tạo của chúng ta thì nó cũng được xã hội chấp nhận, và đặc biệt là nó có những cái ý nghĩa về mặt dinh dưỡng, về mặt sức khỏe, chứ không phải chỉ là sáng tạo, chỉ tạo ra một cái món ăn mà chúng ta cảm thấy nó thú vị thôi, chứ nó không, chưa chắc là nó dinh dưỡng thì nó cũng khó đi xa được. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Vượt đường dài mà chính người mười ý, thở căng thẳng mệt mỏi, trà xanh không độ, tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Rất sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính thưa quý vị, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của độc giả. Vừa qua, chúng tôi tiếp nhận được nhiều thông tin, đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Trần Nhật Tiên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gửi qua fanpage báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Em gái của chị đang bị cuốn vào quảng cáo trên Facebook giới thiệu về talk show, trò chuyện với bác sĩ tư vấn làm đẹp và các vấn đề trong cuộc sống. Chị Tiên đã tìm hiểu và biết đây là một hình thức lừa đảo. Những người đó không phải là bác sĩ, họ chỉ là nhân viên tư vấn bán mỹ phẩm. Các buổi talk show là nhằm mục đích bán hàng. Mặc dù chị Tiên đã cảnh báo, nhưng em gái chị không tin nên mong báo phản ánh để em gái chị cũng như nhiều bạn đọc khác cảnh giác. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Lê Anh Linh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phản ánh. Năm 1989, ông có mua một mảnh đất. Năm 1992, ông có làm đơn xin cất nhà nhưng không được chính quyền cho phép xây vì đây là đất quy hoạch công viên. Khi làm công viên, gia đình ông chấp hành chủ trương giao đất cho chính quyền nhưng lấy đất xong không giải quyết cho gia đình ông tái định cư. Ông đi khiếu nại nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2024 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.